Rồi, hôm nay cái điện thoại nó trở chứng. Cái quay video đó là tự cắt, không biết là vì sao. Điện thoại này chắc hết hạn sử dụng. Mà qua cái điện thoại khác thì lại không đăng được, bởi vì cái mật khẩu YouTube là thầy không có nhớ. Rồi, ok, chúng ta đang đến đến đoạn này đúng không? Rồi, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ rút gọn cái này như này, gọi là biến đổi số hạng này như thế nào. Thì chúng ta tách từng số từng cái một thôi. Ví dụ CK của N có mình nó thì viết ra thôi. Rồi đến số nào. Số thì cái số đây có mũ số 2 thôi. Và đây mũ K này ta viết số 2 mũ K. Đúng không? Bây giờ đến x nào. X thì đây chúng ta có hai chỗ có đúng không? Này và cái này. Bây giờ chúng ta biến đổi chút xem nó như nào. Thì tốt nhất chúng ta có cái dây nhát kèm theo để chúng ta biến đổi. Cái này thì x bình mũ cái này thì thành x xì mũ 20 trừ 2k. Đó. Rồi còn đây là x xì mũ k những dưới mẫu. Đây x xì mũ k dưới mẫu thì nó tương đương với là x xì mũ k dưới mẫu là cái này. Cái này là x trên tử đúng không? Thì cái này là đây thì chúng ta sẽ được x xì mũ 20 lấy cái trên trừ cái dưới đúng không? Trừ 3k. Thế thôi. Đó. Và như vậy ta viết vào, ta viết đây là x xì mũ 3 20 trừ đi 3k. Ok, đó là biến đổi sang tổng quát. Và sau đó thì chúng ta tự ra suy luận ra kết quả thôi, chứ còn nói cụ thể nữa làm gì. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái đề. Tìm số hạng chứa x xì mũ gì? Mũ 8. Ok, x xì mũ 8 tức là cái gì? Cái trên này nó bằng 8 này, đúng không? À, từ đó thì chúng ta suy ra được số hạng chứa x xì mũ 8. Đây thầy viết lời giải đàng hoàng luôn đấy nhá. Để bạn nào mà học trình bày thôi, nó sẽ ứng với K thỏa mãn, đúng không? Thứ nhất là K là phải là số tự nhiên từ gì? Không mà bé hơn n, n trong trường hợp này là 10, à xin lỗi, đây là n là 10 nhé, đấy, CK của 10, đấy, nó là số tự nhiên. Thứ hai là nó phải thỏa mãn cái điều kiện gì? 20 trừ đi 3k là lấy xì mũ 8 đúng không? Nó sẽ bằng 8. Và dĩ nhiên giải cái này ra chúng ta được k đúng không? Bằng nhiêu nhiêu đây? 20 chia 8 chia 3 bằng 4 đúng không? Nhẩm từ lúc nãy không để ra đề. Rồi với k bằng 4 thì thay quay lại thôi. Vậy số hạng chứa xì mũ 8 là 3 chấm, đó là cái gì thì tùy các bạn ghi. Vâng, nó sẽ là C gì? K bằng 4 thay vào thôi. Đây là 4 của 10. 2 mũ K tức là 2 mũ 4. X xì mũ 8 thì hiển nhiên rồi. Đúng không? Không, cứ thay K vào xem đúng xì mũ 8 không. Bây giờ các bạn lấy máy tính ra. Chúng ta bấm xem cái này này. Nếu mà số nó nhỏ thì ghi vào. Còn nếu mà số nó to thì để nguyên cái này nhá. À, ý là nếu viết gọn hơn được thì viết, mà không viết gọn hơn được thì thôi. Ví dụ này bằng 10 thì ghi là 10x mũ 8, bằng 100 thì ghi 100x mũ 8. Nhưng nó bằng 10.000 tỷ thì thôi để nguyên cái này số này kia chưa. Thế nhá. Đó. Ok. Rồi, lấy thêm một cái ví dụ cho cái dạng này nữa nhé. Ví dụ thứ hai. Tìm số hạng 0 chia x trong khai triển. Thì số hạng 0 chia x trong một khai triển, ví dụ đây là 2x xì mũ 3 đi, trừ đi 3 chia cho x bình đi. Tất cả mũ 15. Ok, thì chúng ta vẫn làm như trên thôi. Các bước đầu tiên là biến đổi số hạng tổng quát. Vậy chúng ta có số hạng tổng quát của khai triển trên là không, C K của ông N là 15, A là 2x mũ 3, như vậy là 2x mũ 3 tất cả mũ 15 trừ K, N trừ K đúng không? B bây giờ là cái gì? Để trong khai triển chúng ta là dấu cộng đúng không? Ở đây là có dấu trừ thì ta xem B là có cả dấu trừ nhé. Thì đây là trừ 3 trên x bình. Tức là trong cái tổng quát chúng ta là A cộng B mũ N. Mà đây có dấu trừ thì ta xem là B nó phải có cả dấu trừ, được chưa? Rồi tất cả mũ K, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta biến đổi cái số hạng này.
Xoay hạng này thì cũng tương tự như trên, CK cũng là thì K cũng 15 thì có mỗi nó thôi, thì để ra trước này. Đến số này, số thì đây có hai này, mũ này này. Như vậy chúng ta hai mũ này nên đây không có số 2 đúng không? Thì chúng ta cũng viết riêng ra thôi, không phải rút gọn gì cả. Giờ đến số nữa là số 3 này, mũ K này, B cả dấu trừ luôn. Đúng không? Mỗi cái dấu trừ luôn thì nó là trừ 3 này. Mũ K. Đó. Đấy, sau đó thì đến gì? X đúng không? X chúng ta có tương tự ở cái đầu tiên có hai cái chỗ liền thì nháp tí, chỗ này những cái nào đó thì các bạn nháp tí để trình bày vào cho nó đẹp đẽ. Đây là 3 x mũ 3 mũ cái này. Như vậy cái mũ của nó là 3 nhân 15 là mấy? 45 à. Trừ đi 3 nhân k là trừ 3k. Đấy, x mũ cái này. Rồi là chân tử còn dưới mẫu là x bình mũ nhân lại mũ k nữa, lấy xì mũ 2k. Đấy, như vậy là nó thành x mũ cái này trừ cái này. Như vậy nó là đây chúng ta sẽ ghi vào là x xì mũ 45 trừ đi 5k. Ok. Đó. Đó là chúng ta biến đổi xong sang tổng quát. Thì sau khi biến đổi xong sang tổng quát thì chúng ta xem yêu cầu của đề bài là gì là ok đúng không? Tìm số hạng không chứa x. Sang tổng quát của nó lại luôn chứa x mà yêu cầu lại không chứa x, có vô lý không? Thực ra là không vô lý đúng không? Tức là bây giờ chúng ta tìm xem cái số mũ nào đó mà đây nó mất x gì này. Đúng không? Nó mất x đi là nó không chứa x, thì mất x đi trừ phi là x mũ 0, đúng không? X mũ 0 thì bằng 1 mà. Đúng không? Thì các em là cho số mũ này bằng 0 thôi. Như vậy chúng ta trình bày vào. Như vậy là tiếp theo đó là số hạng. Trình bày giống ở trên nhá. Không chứa x trong khai triển nó sẽ ứng với K thỏa mãn. Thỏa mãn điều kiện gì? Đó là 45 trừ đi 5K bằng 0. Đúng không? Và giải cái này chúng ta được K bằng bằng 9. Được chưa? Còn nếu mà giải cái này ra K là 9,5 là loại nhá. Vì K là số nguyên. Nếu mà ra cao 9,5 thì kết luận là gì? Nó không có số hạng thỏa mãn yêu cầu bài toán. Đúng không? Rồi K bằng 9. Vậy số hạng cần tìm là, kết luận nhanh đó là số hạng cần tìm là đúng không? Đó là gì? Thay vào K bằng 9 thì đây là C9 15 2 mũ 15 trừ 9 là bao nhiêu? 6. Còn đây là trừ 3 mũ 9, trừ 3 mũ 9 thì có thể đặt dấu trừ ra ngoài 3 mũ 9 à, vì là trừ mũ lẻ thì nó vẫn còn dấu trừ, chứ còn trừ 3 mũ 10 là mất mất luôn dấu trừ nha. Đấy, thế thôi, đây 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 là cái cần tìm, còn không còn x nữa nha, x mũ 0 thì bằng 1 rồi, được chưa? Đó, dạng thứ hai đó là dạng mà chúng ta cần thiết phải rút gọn một cái tổng chứa các CKN. Đã, chúng ta cần rút gọn cái tổng này nhé. Thì rút gọn cái tổng này thì tự nhiên là chúng ta dựa vào khai triển đúng không? Khai triển đầy đủ thì nếu như các em còn nhớ được trong cái khai triển đây thì lại cho tí. Khai triển ta sẽ có cái này, cái tổng liên quan tới CKN này, C0N này, C1N, C2N, CKN, CN trừ 1N, CNN. Đúng không? À như vậy thì đây đó đó thì đây thực ra trong cái bài này chúng ta sẽ tìm AB sao cho nó phù hợp với cái tổng của nó. Ví dụ như tổng chỉ có các C mà không có cái số AB này thì tương ứng là A bằng 1, B bằng 1 thôi. Đúng không? Nếu A 1, B 1 thì coi như AB ở đây nó mất hết. Được chưa? Đó. Thì cái này chúng ta suy luận từ đó thôi. Nói chung cách suy luận tổng quát thì đây chúng ta ngoài cái dạng hai này thì có một cái dạng gọi là một số cái trường hợp cụ thể, gọi là trường hợp một, một gọi là tổng đầy đủ, tổng đầy đủ, nó có tổng đầy đủ và không tẩy không đầy đủ. Tổng đầy đủ tức là nó có từ C0 của N, nó có C1 của N, có C2 của N, có CN của N, gọi là tổng đầy đủ. Được chưa? Thì cái tổng đầy đủ này thì cách làm dễ thôi, đó là chúng ta chọn AB hợp lý. Chọn AB hợp lý trong cái khai triển A cộng B cũng được. Thì tùy nó đề nó cho như thế nào.
thì chúng ta chọn sao cho hợp lý thôi nhé. Ví dụ ở đây là nó có là C, người ta yêu cầu rút gọn đi, cộng là C0 của 100 cộng C1 của 100 cộng vân vân cộng đến C100 của 100, thì các bạn chọn AB phù hợp. Thì cái này rõ ràng nó là 1 cộng 1 mũ n, đúng không? Thì cái hệ số của nó coi như không có AB thì các em xem nó 1 cộng 1 của n hơn gì, đúng không? Hát ví dụ đây là C0 của 100 cộng với C1 của 100 nhân 2, hoặc là viết con 2 ra đây trước đi, người ta viết cho nó đẹp. Rồi 2 bình C2 của 100 cộng với chấm chấm cộng đến 2 của 100 C100 của 100, thì các em chọn như nào cho hợp lý. Các em thấy là đây là mũ k thì đây cân số 2 này đóng vai trò là b, đúng không? Và do đó thì đây là còn a thì không thấy viết, thì có như a bằng 1, tức là 1 cộng với 2 bằng 100, hay nó là 3 bằng 100, thế thôi. Chúng ta chọn sao cho phù hợp mà, đúng không? Đó, hay là ví dụ lấy cái khác là C 0 của 50 nhân với đây là 3 mũ 50 để trừ đi 3 mũ 49 C1 của 50, rồi lại cộng với 3 mũ 48 C2 của 50, đúng không? Rồi lại trừ vân vân. Đến cái cuối cùng là cái 3 mũ 1, mà 1 lại là trừ, đúng không? C49 của 50 lại cộng với là C50 của 50. Đó, thì cái này là gì? Thì các em lại thấy là cái 3 này nó giảm thì cái C này nó tăng ngược lại, thì nó đóng vai trò là A trong cái khai triển, tức là nó sẽ là thành là 3. Còn đây có cộng trừ đan xen thì nó là trừ thôi. Hệ số B thì không có, tức là do đó 3 trừ 1 mũ 50, và đó ra là 2 mũ 50. Đó, thì cái này các kiểu ra khác nhau thì các bạn phải suy luận được cái điều này thôi. Rồi có thể trong cái trường hợp này nó là tổng không đầy đủ, nó thiếu đi một cái C50 của 50 chẳng hạn, thì các bạn bổ sung vào, đúng không? Ví dụ như là C1 của 100 cộng C2 của 100 cộng đến chấm chấm cộng đến C50 của 100. Thì các bạn thấy là tổng này nói là đầy đủ thì cũng chưa đúng, nhưng tuy nhiên đến thiếu có mỗi cái thôi, đúng không? Thiếu là thiếu cái C0 thì các bạn thêm vào thôi. Ví dụ đây là nó bằng này, tổng từ C0 của 100 này cộng C1 của 100 này cộng đến C50 100 này, thì các bạn thêm vào thì các bạn trừ bớt đi C0 100, thì cái đoạn này là tổng đầy đủ, nó là 1 cộng 1 mũ n. Còn cái C0 100 lấy máy tính ra tính là nó bằng 1. Như vậy đây sẽ là 2 mũ n trừ 1. Ok. Đó, đó là cái trường hợp tổng đầy đủ chúng ta lựa chọn sao cho nó phù hợp nhá. Trường hợp thứ hai là tổng thiếu. Tổng thiếu, thiếu hay là khuyết, rồi viết từ thiếu đi cho nó dễ hiểu. Thiếu thì nó sẽ xảy ra một số trường hợp thiếu nửa đầu nửa cuối, hay là khuyết chẵn khuyết lẻ, đúng không? Đây thiếu nửa đầu đi, nửa đầu cuối. Nửa đầu cuối thì thông thường trường hợp này chỉ gặp là trong trường hợp a bằng b bằng 1 nhé, hoặc là trừ 1 gì đó, được chưa? Tức là thực ra nó chỉ xuất hiện cái khai trong cái khai triển này này, thì chúng ta để ý cái khai triển đây, quay lại tí để chúng ta biết cái tính chất của nó nhé. Đây chúng ta nhìn lại phần này, chúng ta sẽ thấy được một cái tính chất để chúng ta có thể dùng cho cái bài này. Trong cái tam giác bát can chúng ta thấy là nó có tính đối xứng này, 1 1 này, 1 2 1 này, 1 3 3 1 này, 1 4 6 4 1, 1 5 10 10 5 1. Điều đó dẫn tới chúng ta sẽ thấy là cái hệ số dưới này có tính đối xứng, cái C0 của n này nó sẽ bằng CN của n này. Tức là đây này, số 1 cả này, hai cái này bằng 1 này. Nha. Rồi hai cái này bằng nhau này. Và nếu để ý thì các bạn thấy bằng n luôn. Mũ 5 là 5, mũ 4 là 4, mũ 3 là 3, mũ 2 là 2. Đấy, hai cái này bằng n. Tương tự như vậy các bên trong là nó mang tính đối xứng bằng nhau. Và do đó thì khi khuyết đầu cuối thì chúng ta thêm vào thôi. Đấy.
tổng S nào đó thì đầu cuối thì ta suy ra được 2S sẽ là tổng đủ. Đúng không? Thế thôi. Thì cái này cái mẹo giải là như thế, 2S là tổng đủ. Ví dụ này. Ví dụ yêu cầu là tính S là bằng C0 của 99 cộng C1 của 99 cộng đến C bao nhiêu? 99 tức là 100 số hạng đúng không? 100 số hạng thì đây là C49 à. 49 là 50 đúng không? Là từ C0 đến C49 là 50 số hạng. Ok, như vậy 50 số hạng. Còn mũ 99 là có 100 số hạng mà. Đúng không? Chúng ta nhớ là mũ 5 thì có 6 số hạng, mũ 3 thì có 2 có 4 số hạng, mũ 2 thì có 3 số hạng đúng không? Như vậy là mũ 99 là 100 số hạng thì từ C0 đến C49 là 50 số hạng, đúng một nửa. Thì cái này chúng ta suy ra được là 2S thôi. 2S là hai cái này. Hai cái này tức là bản thân C0 của 99 thì nó lại là C0 của 99 và nó cũng là C gì? C99 là C99 của 99. Đấy. Tức là bản thân hai cái C0 nó là cái này. Được chưa? Hai C1 tương tự. Đúng không? Thì cái này thầy giải thích ở trên rồi ấy thì các em có thể viết luôn nhé. Ví dụ như các em có thể viết luôn là 2S nó sẽ bằng là C0 của 99 cộng với C1 của 99, nó là tổng đủ C2 của 99 và cứ thế đến C99 của 99 tổng đủ. Tổng đủ như vậy đây chính là 1 cộng 1 mũ n. Mũ 99. Đây như vậy đây là 2 mũ 99. Đúng không? À quên, trên đây là mũ n, n đây cụ thể là 100 hả? 100. Đó, thấy chưa? Ok. Như vậy thì 2S thì bằng 2 mũ 99, vậy thì S của chúng ta là bằng là 2 mũ 98. Ok. Đó, hay là cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai người ta yêu cầu chúng ta tính cái S này. Đây là C0 của 100 cộng với chấm cộng C50 của 100. Khác tí thôi nha. Thì các bạn phải để ý như này. Nếu như cái 1 cộng 1 mũ 100 tức là A cộng B mũ 100 ấy thì cái này nó có tới 101 số hạng. 101 số hạng thì nó 2S đúng không? Thì đây là cái S này tổng này có bao nhiêu số hạng? Tổng này từ 0 là 51 số hạng cơ. Đúng không? 51 số hạng mà các bạn nhân 2 lên là nó thành là 102 số hạng liền. Là nó thừa nhá. Nếu mà 2S là nó thừa tí. Nhưng em phải để ý cái điều này nhé. Nửa tức là ở đây 101 thì gần như không thể chia đôi thành một nửa được. Đúng không? Đó. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy là nếu là 2S nó sẽ thừa ra một số hạng. Và đố các bạn biết nó thừa ra cái gì? C0 thì xuất hiện C100 của 100. Đúng không? Nó thừa ra cái C này này. Cái này nằm giữa này. Nó giống như đây này. Phải lấy cái ví dụ bên đây cho các bạn hình dung. Nó giống như cái này này. Đấy, mũ 2 này thì có 3 số hạng này. Nha. Bây giờ ta lấy số hạng đi. Và ta nhân đôi lên thì nó thừa cái con 2 này này. Tổng đủ sau khi có tổng đủ nó thừa cái này ra một. Hay là trong trường hợp này này. Đúng không? Đấy, cái tổng S chúng ta đóng vai trò là cái đoạn này. Thì các bạn nhân đôi lên thì nó sẽ thừa cái con ở giữa này. Đúng không? Thì con 4 này nó ra đây rồi, nhân đôi con 4 lên xem coi như ở đây, đôi con 1 lên xem ở đây, như vậy thừa cho con 6 này. Và do đó thì trong cái tổng này này, cái tổng này nó sẽ thừa ra cái này này. Ok. Như vậy thì nó sẽ là đầu tiên là tổng đủ cộng thêm cái đó thôi, C1 của 100 cộng đến C100 của 100 này. Đấy, sau đó cộng thêm C50 của 100. Đó, và như vậy thì 2S trong trường hợp này nó sẽ là cái tổng đủ. Tổng đủ này là 1 cộng 1 mũ 100 cộng thêm C50 của 100. Và từ đó chúng ta có S bằng. Đây là 2 mũ 100 đúng không? Nhưng đây chia 2 nữa thành 2 mũ 99. Cộng với đây là 1 phần 2. Để chia 2 đi mà. Của C50 của 100. Đó là kết quả. Ok, hiểu chưa? Đó là tổng đủ nha. Đó, các bạn thấy là loại này để mà tự suy luận hơi mệt. Lấy ví dụ thì nhiều lắm, nhiều ra như còn nhiều trường hợp lắm nha. Rồi, trường hợp thứ hai đó là tổng thiếu đầu cuối. Không, tổng đủ này, tổng thiếu đầu cuối này.
Và có một cái trường hợp nữa, trường hợp thứ ba là tổng thiếu chẵn hoặc thiếu lẻ. Thiếu chẵn lẻ hoặc lẻ đó, thì làm sao để xuất hiện tổng thiếu chẵn hoặc lẻ? Thì như này thôi, các bạn quan sát này, nếu là thì thông thường người ta hay hỏi cái nào thì nói cái đó nhé. Thôi thì rồi, A cộng B đi, A cộng B mũ N này thì nó là C0 của N này, A mũ N này đúng không, cộng với C1 của N này, A mũ N trừ 1 B này, cộng với C2 của N, A mũ N trừ 2 B bình này, cộng với C3 của N này. Cái A tương tự nhé, thầy không ghi lại cái A này nhé, các bạn chịu khó tự ghi cái cộng với C4 này, cái gì đó thấy chưa. Đấy, cộng, ngại viết viết nhiều quá đúng không, suy luận thôi. A trừ B mũ N này thì các bạn đầu tiên là nó cũng là C0 của N, A mũ N này, nhưng sau đó lại trừ C1 của N, A mũ N trừ 1 B. Tại sao lại trừ? Bởi vì là xem cái này là trừ B mũ 1 thì đặt chỗ trừ thế này, sau đó lại cộng C2 của N này, ở trên dân tương tự này, sau đó lại trừ C3 của N này. Những cái này các bạn tự ghi hộ thực cái nhỉ. Rồi trừ lại cộng với C4 này của N này. Vân vân. Như vậy chúng ta thấy là cộng trừ đan xen. Nếu mà trừ là cộng trừ đan xen. Nó cũng giống như hàm đẳng thức đấy. A trừ B tất cả mũ 3 ấy, nó cũng cộng trừ đan xen. Và do đó chúng ta sẽ thấy rằng nếu ta cộng hai cái này lại, thầy gọi cái tổng này là T1, cái tổng này là T2. Thì ta thấy là nếu cộng T1 cộng với T2 thì nó ra một cái tổng. Tổng gì? Tổng này là tổng thiếu thiếu lẻ. Thiếu B mũ lẻ nhé. Đấy, thiếu B mũ lẻ. Hay thiếu lẻ luôn chứ, đúng không? Hai cái này giống nhau hết. Còn nếu như các bạn lấy tổng T1 cộng T2 thì nó ra một cái tổng trừ chứ, T1 trừ T2 ra tổng đó, thiếu chẵn. Và việc quan trọng của chúng ta là sau khi có cái này, các bạn chọn A về hợp lý. Đấy, chúng ta chọn xem A về hợp lý là cái gì. Thì nó cái việc chọn A về hợp lý thì nó cũng giống cái trường hợp trên, đúng không? Đó, ta chọn sao cho nó hợp lý vậy thôi. Thì ở đây ví dụ như này, đó, ví dụ như chúng ta yêu cầu, người ta yêu cầu tính một cái tổng F như sau. Ở đây là yêu cầu là ví dụ như là C1 đi, C1 của 100 đi, đúng không? Cộng với lại hai lần C3 của 100 đi, đây là hai bình, cộng với lại là hai mũ 4 C5 của 100 đi, không, cộng với chấm, cộng đến hai mũ bao nhiêu nhỉ thì đẹp nhỉ, là cái số cuối cùng ấy. Thì xem đây là C99 của 100 lẻ mà, thì đây là giảm một bậc là sẽ là 98 này. Okay. Đó, người ta yêu cầu là rút gọn cái tổng này hoặc tính cái tổng đó. À, chúng ta phát hiện ra cái điều này, và chúng ta phát hiện ra cái điều này thì chúng ta tổng hoặc cộng hai cái này lại được rồi, chúng ta có thể tìm phát hiện AB luôn. Thì các em có thể thấy trong trường hợp này A nó là số 1 đấy, còn B nó tương ứng cái hệ số này, nó đi theo con 3 này, đúng chưa, nó sẽ là tương ứng là số 2 luôn. Nhưng mà nếu để đi đi theo con 3 thì các bạn thấy là hệ số của B ấy, nó luôn là hệ số của C đúng không? Đây B bình, đây là C bình này. Kiểu thế, đây là B mũ 1, đây C 1 này. Nhưng đây là C mũ 3 mà lại hai bình. Do đó nên thiếu đi con 2 thì chúng ta nhân thêm 2 thôi. Đấy, ví dụ đây là 2F này. Các bạn sẽ có là 2 thì tương ứng với C1, 2 mũ 1, C1 này, 100 này. 2 mũ 3 này thì là C3 của 100 này, đúng không? Như thế. Đó. Như vậy thì bây giờ các em đây là giải luôn rồi nhá. Ta có này 2S là như thế này. Và ta có tiếp này là như ta nói là A là 1 đúng không? A là 1 này, thay vào đây này, A là 1, B là 2 này. Thì 1 cộng 2 này, mũ N này bằng. Đấy, các bạn viết ra. Này chịu khó viết thôi. Đó là gì? C0 của 100 A mũ A là 1, mũ N là hết. B mũ 0 là không có đúng không? Rồi là 2 C1 của 100. Đúng chưa? Rồi là 2 bình C2 của 100. Thấy cái diễn nhanh nhá. Vân vân, đúng không?
và đến hai mũ 100, C100 của 100. Đó. Tương tự như vậy thì 1 trừ 2 mũ, để xin lỗi đây lấy 100 luôn. Nó sẽ bằng C0 của 100 trừ đi 2 C1 100. Rồi lại cộng với hai bình C2 của 100 này. Rồi lại trừ này, cứ thế đan xen đúng không? Cộng trừ đan xen. Như vậy thì thầy đặt cái này là T1. Đặt cái này là T2 chẳng hạn. Đó, thì ta có ra bây giờ làm gì để cho tổng của nó chỉ còn lại là lẻ mất chẵn, thì nó đang là trừ đi T1 trừ đi T2. T1 trừ T2 tức là gì? Cái này là 3 mũ 100 này. Trừ đi là gì? Cái này là trừ 1 mũ 100. Trừ 1 mũ 100 thì trừ 1 mũ 100 là mũ chẵn, thì nó thành 1 đúng không? Như vậy là cái này bằng 1. Nó sẽ bằng hiệu hai cái này. Cái này này hết, cái này thành 4. Cái này này gấp đôi thành hai cái này liền. Tức là các bạn có thể để ý là cái này trừ cái này nó ra 2s này, đúng không? Tức là bằng 2s. Từ đó thì chúng ta suy ra được s của chúng ta. À quên, 4s này chứ. Bản thân 2s là cái này. Đúng không? Cái này trừ cái này ra số 4 này, 4s này. Thực ra cái dòng này không viết cũng được nhé. Cái dòng này các bạn không viết cũng được này. Đó, thì S là cái này đúng không? So sánh mình cái C1 thì chúng ta sẽ thấy được là à nó phải là 4 lần C1. Như vậy ra 4S. Từ đó thì chúng ta có là S nó bằng 3 mũ 100 trừ 1 trên 4. Ok. Thôi có lẽ là trong cái bài này thầy nói một lấy dạng thôi nhé. Nó còn nhiều ấy, nhiều dạng là lắm đấy. Thôi nhưng mà cái loại này có một cái dở đó là cái dạng nào đó mà không lấy ví dụ thì rất khó để suy luận. Cho nên là nếu mà lấy hết dạng của cái loại này là lấy hết cái ví dụ của loại này thì nó tương đối nhiều nha. Cho nên là khi nào học ôn thi xin giói thì chắc mới cần đụng đến, còn không được các bạn nắm được đấy đây là rất là ok rồi nhá. Bảo rồi là nếu mà mục tiêu thi chỉ thi thì trung học phổ thông quốc gia thì các bạn nắm được dạng một nhắm công thức nhị thức Newton và nắm thêm dạng một là quá ổn, còn thêm nữa càng tốt, dạng hai mà nắm được đầy đủ nữa là cũng khá rồi đúng không? À, mà xem nữa thì các em có thể tự học sách hoặc là lúc nào có thể ôn học sinh giỏi chẳng hạn thì thầy có thể nói nhé. Thôi thế thôi, bye bye.